cái thủ tục mà chúng tôi chuyển đà điểu đi cho một khách hàng. Đây là mỗi một thùng này là chứa 3 con. Và đây là khách hàng họ rất lịch sự, họ đã tin tưởng, họ đã chuyển khoản cho anh em chúng tôi. Và đây là thông tin người nhận là địa chỉ Cơ Bang, Gia Lai. Số điện thoại là 0164 957 3979. Đấy, thùng gồm 2 thùng 6 con, đơn vị cũng giống. Đây, mỗi bên 3 con. Xe luôn, nhà xe Lam Phong luôn. Đấy. Quý vị các bạn mua đà điểu con giống ở đơn vị anh em chúng tôi là hết sức tin tưởng và uy tín. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video. Số điện thoại liên hệ của chúng tôi bán hàng giống con giống là 0163 530 9982.